Alo, chào tất cả mọi người nha. Đây này, toàn là ốc không á, mọi người. Nhặt gần bao luôn mọi người. Đấy. Đây này. Đây thì mưa to quá mọi người nha, lũ lụt nha. Đây, lúa chết hết rồi mọi người. Đấy. Gần suối mọi người nha. Đấy. Ngày nào cũng mưa. Đấy, ốc nhiều quá mọi người. Ốc nhặt chắc nhặt là hơn bao luôn mọi người nhá. Đấy. Ốc á, hơn bao luôn á. Nhiều lắm. Đấy. Chào tất cả mọi người nhá. Này thì quay phong cảnh ở Phú Thiện nhá mọi người. Thiện Gia Lai nhá mọi người nhá. Này chỉ có như vậy thôi, lũ lụt với mưa do là cần chuối quá mọi người nên lũ lụt hết mọi người. Thì ăn ốc thì đây mọi người, ốc nhiều lắm mọi người này. Đấy, ốc nhiều lắm. Đây cũng trời cũng sắp mưa nhá mọi người. Tôi cũng đang đỉnh mưa này. Đó. Thì thăm lấy nước ruộng lúa nha mọi người nha. Trên là đỡ đỡ là dưới thì nước thì ngập hết luôn. Lúa đâu có lên được đâu. Cái này chắc là không có lúa nữa mười, buồn quá. Đấy. Năm nay thì nó mưa nên nhiều quá, năm trước thì nó đỡ hơn mười. Năm nay thì nhà nào cần suối thì lúa chết hết, ngập hết mọi người. Đấy, đâu có lúa nữa đâu. Đấy. Hỏi xung quanh. Đấy. Gần 3-4 sao luôn mọi người. Chắc là năm nay chắc là nhịn đói rồi mọi người. Có lúa nữa. Thì đây thì trên bờ nó cao hơn là đỡ. Đấy. Mình quay cho mọi người xem trên suối luôn nha mọi người nha. Đây thì mình trồng cây đây này. Cho nó đỡ. Đỡ hơn mọi người. À, nó khỏi bể cái bờ nha mọi người nha, đỡ hơn nha. À, thì mọi người coi và mong mọi người coi hết video nha, chia sẻ nha. Ui, mưa quá mọi người. Buồn quá. Nào cũng mưa. Lúa cũng ngập hết. Ơi mọi người. Đây. Đây nước nó tràn vào từ đây này mọi người. Đấy. Giống như ao luôn á. Làm thế này thì đấy, đó là việc của ông trời nha mọi người. Mình là con người mình không biết nhá. Đó là ông trời thôi. Có lúc thì ăn, có lúc thì không. Năm nay thì ốc nó nhiều quá mọi người. Ốc thì bên kia cũng cần, nếu nhặt cần một bao hai bao luôn mọi người. Ốc ấy rất là nhiều luôn mọi người. Đấy. Mình ở đây thì con chuột chuột nó ăn hết rồi mọi người. Đấy. Trên thì đỡ. Dưới thì 3-4 sào luôn mọi người. Hết luôn. Trên thì đỡ.
nó đỡ hơn. Nước cũng ngập ngập nhưng mà nó nước nó nhanh nhanh cạn á mọi người. Còn dưới thì ôi ngập, ngày nào cũng ngập mà. Đấy, yêu ở đây này, cần suối á, cần suối luôn mọi người. Cần suối luôn mà. Rồi, chào tất cả mọi người nhé. Đấy, đây là chuột ăn hết nha mọi người. Đây chắc đây này, chuột này nhiều đấy. Phong cảnh như vậy thôi mọi người nhá. Đấy. Lấy nước cho nó đỡ chuột nó ăn đỡ. Đây. Trước cắt cây lên. Đấy. Suối này. Đấy. Suối nhiều. Nước mưa to thì ngập hết luôn. Đó. Đây là lúa bón phân nha mọi người, cũng may xả nha mọi người. Đấy. Này trời nào cũng mưa nha. Trời nào cũng mưa. Đấy. Phong cảnh như vậy thôi mọi người nhá. Ôi, mọi người xem và ủng hộ kênh. Cảm ơn tất cả mọi người nhé.